Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì video hôm nay mình xin bàn về đầu tư vào tiền ảo Bitcoin. Thì tuy nó được gọi là tiền ảo nhưng mà thật sự là không phải là lừa đảo đâu, mà là được công nhận ở hầu hết tất cả các quốc gia. Thì nhiều bạn trẻ gần đây nói là không biết là có đầu tư vào tiền ảo thì có an toàn hay không, và đầu tư như thế nào, làm cách nào để kiếm lời, vân vân các kiểu. Thì để mà đầu tư vào Bitcoin á, các bạn phải cẩn thận tìm hiểu kỹ, giống như là mình tìm hiểu cẩn thận là nên đầu tư vào tiền ảo của công ty nào. Rồi đầu tư lúc đầu á, thì các bạn nên đầu tư với con số nhỏ thôi để mà tránh bị lợi dụng do kém hiểu biết rồi này kia nữa. Rồi nhiều nhiều đối tượng trên mạng á, là lôi cuốn rồi lôi kéo, các bạn nghe thì hấp dẫn quá và đầu tư vào dẫn đến bị lừa đảo nữa. Cho nên là các bạn phải cẩn thận ha, xem là cái đồng tiền đó có được cấp và được thế giới công nhận hay không nữa, công ty đầu tư vào công ty đó nó như thế nào nữa ha. Mới thì các bạn tập chơi với số tiền nhỏ thôi, thua lỗ thì cũng không có ảnh hưởng gì về vấn đề tài chính của các bạn hết. Tuyệt đối không nên đi vay mượn, thế chấp tài sản tham gia chơi Bitcoin nhé. Là điều này cực kỳ nguy hiểm, cho nên là các bạn đừng có nghe lời mọi người dụ dỗ là chơi đi, một thời gian sẽ có lời rất là nhiều rồi lấy cái số tiền lời đó trả. Thì cái này rất là nguy hiểm, cho nên là các bạn tuyệt đối đừng có làm ha. Mình có số tiền nhỏ thì mình đầu tư nhỏ thôi nha. Đó. Thì đầu tư vào Bitcoin như thế nào? Các bạn để có thể giao dịch Bitcoin á, các bạn phải mở tài khoản trên sàn giao dịch đã được cấp phép. Thì ở Nhật Bản thì tài khoản được cấp phép bởi Nhật Bản ha. Thì có 3 loại giao dịch là chơi trade coin là dạng mà lướt sóng á, mua bán Bitcoin trong thời gian ngắn. Thì ở cái thể loại này á, loại hình này là rất là phổ biến. Và có lời khoảng có tới khoảng 90% người tham gia thị trường ảo sử dụng cái loại trade coin này ha. Thì các trader người ta thực hiện giống như là những người chơi thì thực hiện nhiều lệnh mua bán mỗi ngày, quan sát, các bạn quan sát lúc mà tăng giá thì các bạn bán kiếm lời, lúc nào mà giá giảm thì mua vào. Thì cái này đòi hỏi phải có thời gian rảnh và quan sát thật là cẩn thận mới có thể kiếm lời được ha. Rồi loại thứ hai là hold coin, thì các bạn nhà đầu tư các bạn mua Bitcoin rồi cất vào để một thời gian rồi bán ra, và người mua thường là những người có công việc chính, ví dụ như các bạn là nhân viên văn phòng nè, rồi các bạn có công việc kinh doanh được này kia nọ các kiểu, có một cái thu nhập chính, công việc chính, rồi có một khoản dư nhỏ ra tiết kiệm muốn đầu tư, thì các bạn hãy chọn một loại đồng coin có uy tín mua vào để thời gian đó, để một khoảng thời gian sau khi mà giá tăng thì các bạn có lời và bán ra. Thì cách này là tương đối an toàn, không có mất nhiều thời gian đầu tư vào. Rồi lúc đầu thì các bạn cũng nên giao dịch với số tiền ít thôi ha. Đó. Và cách thứ ba là cách này hơi khó và phải đầu tư lớn, là gọi là đào coin. Thì đầu tư vào máy đào Bitcoin, thì các bạn phải đầu tư nhiều tiền á, nhiều tiền vào để mua dàn máy đào, dân mạng hay gọi là trâu cày đó. Thì nếu mà máy cày mạnh để giải các thuật toán và mà mạng lưới Bitcoin đưa ra, thì khi giải được những thuật toán đó thì bạn sẽ có được phần thưởng, và phần thưởng đó là sẽ là một Bitcoin nhất định, một số lượng Bitcoin nhất định. Thì khi mà bạn sở hữu được, đào được số Bitcoin đó rồi, các bạn muốn bán ra trong lúc mà giá cao thì các bạn bán lời rất là nhiều. Đó, cái này thì đầu tư hơi tốn kém một chút xíu. Vì vậy mà các bạn trẻ mới chơi và dạng là đầu tư nhỏ để kiếm lời, kiếm thêm thu nhập thì không nên chơi cách này ha. Đó.
Rồi như các bạn biết đó, thị trường Bitcoin nó cũng gần giống như là cổ phiếu vậy đó. Giá thì biến động liên tục, lúc lên lúc xuống. Các bạn theo dõi và mua vào lúc rẻ thì khi nào giá lên đó, thì bán đi. Rồi cứ giá xuống thấp thì lại mua, rồi giá lên thì bán đi. Cứ cứ như thế mà các bạn kiếm lời ha. Đó. Nếu mà các bạn nào có thời gian ngồi quan sát như lúc nãy mình nói á, thì quan sát và phân tích thị trường rồi dự đoán lúc nào lên thì bán. Và tuy nhiên á, khi mà lên á, thì các bạn phải dự đoán được là lúc mà lên á, thì bán liền. Vừa lên tăng các bạn cảm thấy hơi có lời một chút xíu là bán liền, rồi sau đó đợi đến nó thấp á, thì mua vào ha. Đó, nếu mà dự đoán không chính xác á, thì sẽ bị mất tiền đó. Tuy nhiên nghe thì có vẻ dễ nhưng mà để mà đầu tư vào để mà trực tiếp chơi á, thì cảm thấy nó rất là khó và phải bỏ ra công sức nghiên cứu đồ này kia. Tuy nhiên bây giờ mạng xã hội phát triển rồi mọi người làm việc ở nhà, nếu các bạn có thời gian thì đầu tư vào cái này cũng có thể rất là dễ kiếm lời, đặc biệt là không cần phải ra ngoài đi cày đồ này kia nọ các kiểu ha. Đó, do đó mà có một bây giờ có một số bạn trẻ mới phất lên và giàu mặc dù không có vốn nhiều là cũng có thể là nhờ vào Bitcoin này ha. Đó. Video này mình chia sẻ như vậy, mong rằng những chia sẻ này mặc dù nó không có cụ thể là nên chơi loại Bitcoin nào, bởi vì cái thứ nhất là mình cũng không có rành về thị trường chứng khoán, thị trường Bitcoin này kia các kiểu, cho nên là mình không có muốn khuyên các bạn, là bởi vì khi mà đưa ra một cái lời khuyên á, là mình phải cần biết chính xác là cần phải biết những cái thông tin chính xác và thông tin giống như là được thế giới công nhận rồi này kia nọ nữa, cho nên là và còn cả một cái vấn đề cá nhân nhìn nhận nữa, cho nên là vấn đề mà nên chơi loại nào thì mình không có đề cập trong video này. Do đó mà video này mình chỉ xin giới thiệu về Bitcoin đầu tư như thế nào và nên cẩn thận những vấn đề gì thôi ha. Đó, như vậy mong rằng video này sẽ giúp cho các bạn muốn đầu tư vào Bitcoin, đặc biệt là các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm thì nên suy nghĩ kỹ và suy nghĩ cẩn thận ha, nên đầu tư một số ít thôi phù hợp với khả năng của mình. Đó, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy vui, thấy video có ích thì hãy nhấn theo dõi kênh, like, share để ủng hộ video của mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.